Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 4. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Năm 2023, thành phố được giao thực hiện giải phóng mặt bằng 27 dự án, công trình. Trong đó, có 21 dự án đang triển khai với tổng diện tích 185 ha, bao gồm 1.500 hộ dân có diện tích đất thuộc diện bồi thường, và 6 dự án với gần 42 ha sẽ triển khai khi đủ điều kiện pháp lý. Trong tổng 21 dự án đang triển khai thực hiện, có 7 dự án do thành phố làm chủ đầu tư với diện tích trên 30 ha, 14 dự án còn lại do các đơn vị khác làm chủ đầu tư. Tính đến hết quý 1 năm 2023, thành phố đã đo đạc kiểm đếm 30 trường hợp, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư 68 trường hợp với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 35 trên 68 trường hợp với kinh phí 5,3 tỷ đồng, nhận bàn giao mặt bằng 34 trường hợp với diện tích 3,85 ha. Tuy nhiên, chất lượng bản đồ còn nhiều sai sót, không đầy đủ thông tin. Việc thu thập giấy tờ phục vụ lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư còn gặp nhiều vướng mắc, nhiều hộ không hợp tác phối hợp kiểm đếm, quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố còn hạn chế, chưa đảm bảo cho tất cả các hộ phải di rời. Nhiều dự án có giá đất để áp dụng lập phương án bồi thường, nhiều hộ dân sử dụng đất từ nông lâm trường không rõ nguồn gốc, không có hồ sơ pháp lý. Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, chứ không phải nhiệm vụ riêng của cơ quan đơn vị nào. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có báo cáo khó khăn của từng dự án với Thường trực Thành ủy để có phương án giải quyết, tháo gỡ, phấn đấu các công trình dự án trên địa bàn được thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường nguồn nhân lực có giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Yêu cầu các đơn vị tích cực vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân về ý nghĩa của các dự án hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trung tâm Chính trị huyện Hà Quảng vừa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 4 cho 120 quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy. Trong thời gian 4 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số nội dung cơ bản về phòng chống tham nhũng. Sau khi nghiên cứu các bài học và chuyên đề, học viên sẽ viết bài thu hoạch, qua đó giúp các học viên hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện giai đoạn 2021-2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa đến trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Bế Văn Đàn. Theo đó, có 11 hộ được nhận kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền 456 triệu đồng, trong đó có 9 nhà thuộc diện xây mới mức hỗ trợ 44 triệu đồng một hộ, 2 hộ sửa chữa mức hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ. Toàn bộ kinh phí do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB hỗ trợ. Theo danh sách phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện, xã Bế Văn Đàn có 26 hộ có nhu cầu về làm mới và sửa chữa nhà ở. Ngoài các hộ đã hoàn thành nhà ở, hiện nay xã còn một hộ đang làm và một hộ chưa triển khai. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện mong muốn các hộ gia đình được nhận kinh phí hỗ trợ tiếp tục thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Vì vậy, tổ chức công đoàn đã phát động thi đua, tạo khí thế sôi nổi ở cơ sở. Hòa An là một trong những địa phương triển khai khá tốt các phong trào hoạt động, trở thành điểm sáng về vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra. Không những đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện Hòa An còn phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tập hợp,
vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương. Xây dựng bộ mặt cảnh quan đô thị, nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp, xây dựng văn hóa công sở, cải cách hành chính, thu hút đầu tư và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đến nay, toàn huyện có gần 1.600 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 60 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó 33 công đoàn trường học, 5 công đoàn khối sản xuất kinh doanh, 15 công đoàn các xã, thị trấn, 7 công đoàn khối hành chính sự nghiệp. Trong những năm gần đây, Liên đoàn Lao động huyện đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, không ngừng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật ở cơ sở, nhất là luật công đoàn, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và các chính sách về tiền lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Phối hợp với chính quyền cung cấp, tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy chế làm việc tại các cơ quan đơn vị trường học, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Hàng năm, tăng cường các hoạt động hướng về đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn như vận động đóng quỹ mái ấm công đoàn, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho gia đình đoàn viên, lao động nghèo, chăm lo tặng quà Tết cho các gia đình học sinh khó khăn, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, phối hợp với Công đoàn Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con một số xã vùng cao, đặc biệt khó khăn. Quan tâm và thực hiện tốt đề án, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng. Để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm đến các công đoàn cơ sở trực thuộc. Mục đích nhằm động viên, khuyến khích đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt khó, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Gắn phong trào thi đua yêu nước với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể hóa các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở, vận động đoàn viên, công chức, viên chức lao động, tích cực hưởng ứng tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó giai đoạn 2, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch đề ra, khối trường học đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với đặc thù có đông đoàn viên hoạt động tập trung, nền nếp, hàng năm đã thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Vì vậy, các công đoàn trường học luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn trường trung học cơ sở thị trấn Đức Hai có 29 đoàn viên. Thời gian qua, công đoàn đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Vận động đoàn viên hưởng ứng các cuộc vận động. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả, 100% đoàn viên tích cực tham gia các đợt học tập chính trị, nghị quyết của Đảng, do địa phương và nhà trường tổ chức. Ban chấp hành công đoàn trường đã phát động các phong trào thi đua như học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, dạy tốt học tốt, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà,
phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ngoài ra, công đoàn trường tiếp tục duy trì các phong trào tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khích lệ cán bộ, viên chức, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Trong thời gian tới, Ban chấp hành công đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung của nghị quyết gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành và công đoàn các cấp, đồng thời động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Cùng với khối trường học, công đoàn cấp xã, thị trấn đã đẩy mạnh các phong trào hoạt động, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vận động cán bộ công chức nêu cao ý thức, tác phong làm việc, bám sát cơ sở tuyên truyền nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công việc, làm tốt công tác tiếp dân, thường xuyên vệ sinh nơi làm việc, trồng hoa cây cảnh, tạo khuôn viên cơ quan xanh sạch đẹp, nêu cao vai trò cấp ủy về thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đối với xã Đức Long thì đến năm 2020 thì đã được nhà nước công nhận về đích nông thôn mới, và trong để thực hiện cái nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 vừa rồi thì chúng tôi tiếp tục đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản. Nhất là tuyên truyền đến làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ đoàn viên và nhân dân, nhất là đối với các đồng chí là cán bộ công chức là đoàn viên công đoàn trong cơ quan, thì chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo các đồng chí phối hợp với các chính quyền là tổ chức tốt là các hội nghị cán bộ công chức để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Thứ nhất, thứ hai nữa là tiếp tục làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh các phong trào thi đua để cho cán bộ công chức thực hiện tốt phong trào tại đơn vị mình, quy chế cơ quan đơn vị, tác phong lề lối làm việc để mỗi người dân đến cơ quan đơn vị coi như là đến nhà mình để được vừa lòng nhân dân đến, đảm bảo được tính khách quan và làm sao để giải quyết việc của nhân dân là đến được nhanh nhất và gọn nhất, đảm bảo góp phần vào thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến nay huyện Hòa An đã tổ chức xong đại hội công đoàn cơ sở đúng kế hoạch. Qua đánh giá, các công đoàn cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu đề ra, tập trung thảo luận thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ, quyết định chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và công đoàn cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế. Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên, điều lệ công đoàn Việt Nam, bầu ban chấp hành công đoàn và đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên, tổng hợp kiến nghị về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở, các tổ chức công đoàn đã đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của đại hội đến đông đảo đoàn viên và người lao động, xác định nội dung phần việc ưu tiên triển khai ngay trong thời gian đầu nhiệm kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Hòa An là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp huyện với phương châm đại hội công đoàn lần này là đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển. Do đó, công tác chuẩn bị hiện đang được gấp rút triển khai như xây dựng đề án nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới, báo cáo chính trị nhiệm kỳ, việc thành lập các tiểu ban giúp việc cho đại hội theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ chức lấy ý kiến tại đại hội công đoàn cơ sở, xây dựng chương trình đại hội và phân công các thành viên tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký điều hành công việc của đại hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đến đoàn viên, người lao động. Về cái công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 thì căn cứ các văn bản của cấp trên thì Liên đoàn Lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện cũng đã triển khai tới các đơn vị cơ sở, thì cho đến nay thì tiến độ
tổ chức đại hội công đoàn cơ sở là đảm bảo theo về mặt thời gian. Đại hội nhiệm kỳ 23-28 là một cái sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn. Do vậy là Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện cũng đã quan tâm triển khai đầy đủ các cái nội dung đến các công đoàn cơ sở và hiện nay cũng đang chuẩn bị về công tác nhân sự cho Đại hội Công đoàn huyện Hòa An lần thứ 10, nhiệm kỳ 23-28. Thì đối với nhiệm kỳ này, thực hiện nghị quyết Đại hội 20 của huyện với các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội đem lại nhiều cái thu nhập, nâng cao đời sống của người dân và cái việc mà chuẩn bị nhân sự cho ban chấp hành lần này thì chúng tôi cũng sẽ chọn những người có tâm huyết, nhiệt tình với tổ chức công đoàn và có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ mà phát động thi đua tại các đơn vị để góp phần mà cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội. Đối với báo cáo chính trị thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện cũng đã xây dựng được báo cáo chính trị và đánh giá thực trạng, giải pháp và cái kết quả, đồng thời cũng nêu ra những cái nguyên nhân, những cái mặt hạn chế để mà làm sao trong nhiệm kỳ tới chúng tôi có thể khắc phục những phát huy những cái thành tích mà nhiệm kỳ trước đã đạt được và khắc phục những cái hạn chế mà trong nhiệm kỳ vừa qua chúng tôi chưa thực hiện được để phong trào công nhân viên chức trên địa bàn huyện đáp ứng được nhu cầu công việc tại cơ quan, đơn vị, góp phần vào phát triển kinh tế tại địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Liên đoàn Lao động huyện Hòa An tiếp tục phát động các phong trào, công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm đời sống của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phối hợp thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương những đề tài, sáng kiến của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Phát động thi đua có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, cơ sở. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng các mô hình công đoàn cơ sở hoạt động sáng tạo. Củng cố tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên. Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho lao động nghèo, vận động hỗ trợ nguồn lực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế. Phấn đấu khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn hoạt động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, toàn quyền Australia David Hulley cùng phu nhân đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2023 và là quốc khách đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp trên cương vị mới. Chuyến thăm còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong chương trình, toàn quyền Australia David Hulley cùng đoàn đại biểu Australia đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và toàn quyền Australia David Hulley cũng sẽ thăm lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ngài toàn quyền và phu nhân sẽ tham dự một số sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương để ghi nhận thành tựu hợp tác giữa hai nước, giao lưu giáo dục nhân dân hai nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, gặp một số cựu sinh viên từng tốt nghiệp tại các trường đại học ở Australia, đến thăm các cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh,
Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền Australia David Hulley và phu nhân sẽ góp phần tăng cường gắn kết hai nước ở tất cả các cấp, củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia, là dấu ấn nổi bật trong năm kỷ niệm quan trọng của hai nước. Tại Hà Nội, ba quận huyện vừa bị thành phố nhắc nhở nguyên nhân vì kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị chưa tương xứng với tình hình vi phạm thực tế. Cụ thể, cơ quan chức năng đã kiểm tra xử lý 14.252 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định, xử phạt hành tiền 9,7 tỷ đồng. Đã kiểm tra xử lý 5.921 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, chủ yếu là sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh ăn uống, buôn bán hàng hóa, phạt hành tiền 2,65 tỷ đồng, trong đó cưỡng chế vi phạm đối với 310 trường hợp, xử phạt 35 trường hợp tái phạm. Ban chỉ đạo 197 cho biết một số đơn vị có kết quả kiểm tra xử lý cao như Hoàng Mai 959 trường hợp, Nam Từ Liêm 659 trường hợp, Hà Đông 540 trường hợp, Thanh Trì 448 trường hợp. Một số địa phương bị nhắc nhở do kết quả kiểm tra xử lý chưa tương xứng với tình hình vi phạm trên địa bàn như quận Cầu Giấy mới xử lý 89 trường hợp vi phạm, quận Tây Hồ 79 trường hợp, huyện Đan Phượng 9 trường hợp. Về những khó khăn vướng mắc khi triển khai chiến dịch này, Ban chỉ đạo 197 Hà Nội cho biết hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông tỉnh, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, dẫn đến một số vi phạm không giải quyết triệt để như dừng đỗ xe ô tô, trông giữ xe trái phép, số người dân kinh doanh dựa vào lòng đường, vỉa hè để mưu sinh với số lượng đông, hệ thống biển báo, biển cấm tại một số tuyến phố còn thiếu, chưa đồng nhất, một số quy định về pháp luật liên quan còn bất cập. Theo Bộ Tài chính, hiện dịch COVID-19 đã được kiểm soát, do đó việc tiếp tục thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ở thời điểm hiện nay là chưa phù hợp. Đây là quan điểm của Bộ Tài chính trước các đề xuất của phía Hiệp hội, địa phương về việc tiếp tục áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo Bộ Tài chính, nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, thì các thành viên WTO có thể nhìn nhận việc này như một khoản trợ cấp của chính phủ. Việt Nam có thể nhận được yêu cầu giải thích từ một số quốc gia không có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho rằng trường hợp cần thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô thì phải áp dụng chung cho cả ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu. Điều này sẽ dẫn đến việc giảm thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách của địa phương. Trước đó, với lý do doanh số thị trường ô tô sụt giảm mạnh, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Trong nghị quyết số 31 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023, chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội sẽ tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Là dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023 với sự tham gia của khoảng 200 đồng bào, 17 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc vùng miền. Trong đó khoảng 100 người của 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam là gia làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc. Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023 có các nhóm hoạt động chính, gồm diễn đàn văn hóa với chủ đề Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hiện vật về văn hóá các tộc người, tái hiện Tết Chô Chăm Mây của dân tộc Khmer, tỉnh Sóc Trăng, tái hiện lễ cúng ché của dân tộc Ê Đê, tỉnh Đắk Lắk, tái hiện lễ Trá Mùn của dân tộc Thái, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng.
Tính đến tháng 3 năm 2023, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có tổng số 159.024 lao động đang làm việc, giảm 13.476 người so với trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong bối cảnh đơn hàng sản xuất sụt giảm đầu năm, một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phải giảm giờ làm, cắt giảm lượng lao động để bình ổn sản xuất. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Lexe ICT đã cắt giảm hơn 10.000 lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Incodex của Bắc Giang giảm hơn 2.000 lao động, còn lại một số doanh nghiệp giảm từ 100 đến 200 lao động. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, dự báo trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, gia công linh kiện điện tử và các doanh nghiệp vô đông của Samsung. Theo báo cáo của doanh nghiệp, sau Tết, các doanh nghiệp sẽ tăng cường tìm kiếm đơn hàng, đồng thời tiếp tục duy trì, giữ chân lao động. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn phải cắt giảm thời gian làm việc, không làm việc tăng ca hoặc tổ chức làm việc luân phiên. Còn lại, cơ bản các doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có một số doanh nghiệp dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất, sử dụng số lượng lớn lao động, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp. Thưa quý vị, yến xào từ lâu đã được biết đến là một vị thuốc bổ quý hiếm trong đông y. Ngày nay, với công nghệ nuôi yến đã cho phép nhiều người dân có khả năng tiếp cận được với các loại hình thực phẩm bổ dưỡng và quý hiếm này. Mời quý khán giả cùng theo dõi mục sức khỏe thưởng thức ngày hôm nay để tìm hiểu những món ăn, bài thuốc từ yến xào. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Dương, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Tuệ Tĩnh, giới thiệu một số món ăn bổ dưỡng được làm từ yến xào như yến thả, yến xào 5g, thịt gà xé 30g, yến xào ngâm nước đun sôi để nguội cho nở, cho vào bát con, hấp cách thủy, gà luộc chín, xé nhỏ, cho vào bát yến xào, thêm ít nước luộc gà nóng, nêm gia vị cho vừa đủ độ mặn ngọt, ăn trước bữa ăn. Yến tần, chim bồ câu đã làm sạch, cho yến xào, gạo nếp, đậu xanh, mộc nhĩ, nấm hương vào trong bụng chim, hầm cách thủy cho nhừ, thêm gia vị, ăn trong ngày. Yến xào hấp đường phèn, yến xào 5g, đường phèn 30g, trước tiên đun tan đường phèn, vớt bỏ vàng bã, yến xào ngâm nước cho nở ra, cả hai cho vào tô, đun cách thủy 20 phút là được. Dùng tốt cho các trường hợp suy nhược, người già yếu, lao phổi, viêm khí phế quản, bệnh tâm phế mạn. Yến xào kỷ tử, yến xào 10g, kỷ tử 10g, đường kính 30g, yến xào ngâm nước đun sôi để nguội cho nở, cho tất cả yến xào, kỷ tử, đường kính vào tô, thêm lượng nước thích hợp, đun cách thủy 30 phút. Người viêm phế quản mạn, lao phổi, giãn phế quản, ăn món này rất tốt. Canh yến, yến xào 20g, thịt gà nạc 100g, nấm hương 20g. Nấm hương ngâm nước nóng cho nở, rửa sạch, yến xào ngâm nở, vớt ra để ráo, tất cả cho vào tô đổ nước vừa đủ, chưng cách thủy khoảng 15 phút, ăn trong ngày. Món này bổ dưỡng, rất tốt cho người suy nhược cơ thể. Canh long nhãn, yến xào. Long nhãn, kỳ tử, yến xào, mỗi thứ liều lượng thích hợp. Yến xào ngâm nước cho nở, long nhãn ngâm mềm, tất cả cho vào tô, thêm nước thích hợp, đun cách thủy 30 phút. Món này dùng rất tốt cho người bị hồi hộp, ngoại tâm thu, mất ngủ, sốt nóng về chiều, có mùi hôi trộm, ho khan, ít đờm, đờm lẫn huyết. Trẻ yến, yến xào khoảng 2-3g, hạt sen tươi 100g, đậu xanh 100g, đường phèn, gừng tươi, nước đủ dùng. Sen tươi lột vỏ cứng, vỏ lụa, dùng một cây tăm xuyên bỏ tim trong hạt sen, làm đến đâu thả ngâm trong thau nước sạch đến đó. Đun hạt sen và đỗ xanh cho nhừ, sau đó thả yến đã được làm sạch cùng đường phèn và gừng vào, đun sôi 15 phút nữa là được, múc chè ra chén cho nguội, ăn trước khi đi ngủ. Súp yến, xương gà hoặc lợn 1kg, hành tây 100g, thịt gà nạc đã bỏ xương 200g, yến xào, hành hẹ mỗi thứ một ít, hầm xương cùng với 3 lít nước, sau đó cho gia vị vào, rồi để nước dùng nóng trên bếp. Thịt gà hấp chín, xé nhỏ thành sợi, yến đã được chế biến cho vào bát, hấp từ 10 đến 15 phút. Cho khoảng 2 muỗng súp thịt gà xé sợi, chấm nước nóng, thả ít hành, hẹ cắt nhỏ, ăn nóng.
khi ăn có thể cho thêm hạt tiêu. Lưu ý khi dùng yến. Chú ý khi làm yến cần làm sạch lông tơ vì tổ yến có nhiều loại lông tơ nhỏ. Người bị cảm mạo, phong hàn, phế vị hư hàn, đạp thấp không nên dùng, chỉ nên chưng cách thủy tổ yến trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 phút để giữ được nguồn dinh dưỡng quý giá. Khi chế biến các món ăn như cháo yến, yến hầm gà thì cần nấu chín các nguyên liệu khác trước. Sau đó thêm lượng yến đã cách thủy vừa đủ để yến không bị mất đi các dưỡng chất. Người già và người bệnh chỉ nên ăn yến từ 2 đến 3 lần một tuần, ăn tầm 9 đến 10 giờ sáng cho dễ hấp thu. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.